Bây giờ ở Việt Nam mình đang rất là chuộng, rất là thịnh hành xây dựng nông thôn mới, phải không mọi người? Không chỉ ở Việt Nam mà ở Trung Quốc cũng thế, đang rất là thịnh hành xây dựng nông thôn mới. Hôm nay mời mọi người cùng theo chân Hiền đến một vùng nông thôn miền núi ở Trung Quốc để xem là người ta đang là xây dựng nông thôn mới ở đây như thế nào nhé mọi người nhá. Mình dẫn con chó cho mình đi chơi mà. Đến đây nó lạ. Lạ nó sợ, thế là phải bế nó đi này. Lạ nó sợ, phải bế nó đi này. Sợ. Xe đỗ đầy hết ở đây rồi. Ở trong kia có một cái thôn núi. Mình đi vào trong đấy để tham quan du lịch. Ở ngoài này xe họ đã đỗ đầy hết rồi. Ở đây có nước suối ở trên núi chảy xuống trong vắt luôn mọi người ạ. Sạch cực, không có rác đâu. Nước suối ở trên núi chảy xuống, không có mưa mà nước nó đã nhiều như này rồi. Thế mà mưa thì ở đây cũng thế nào. Có nước không? Nước ở trên suối nó nhỏ, nó chảy xuống này. Nước ở trên suối chảy xuống. Đây cái thôn này là có cái cổng nhìn rất là đẹp. Đây là cái bảng công đức người ta làm ở ngay trước cổng thôn luôn mọi người này. Ai quyên góp bao nhiêu tiền họ ấy ghi ở trên này này. Người quyên góp nhiều nhất là 4 vạn, 4,3,240 triệu. Người quyên góp ít nhất là 800 tệ, 3,8,24 khoảng 2,5 triệu. Đây là cái bảng công đức người ta ghi ở đây là những nhân vật nào đã quyên góp bao nhiêu tiền để xây dựng lên cái thôn này. Như ngày hôm nay ở đây đó mọi người. Ở trong cái thôn này không biết ở trong đấy nó có cái gì mà còn có cả xe ngắm cảnh này. Đi đâu cũng phải cho con xẻo bái nó đi. Và bây giờ nó đang rất là mót ị rồi, nó kêu rồi. Để cho nó vào trong cái khu này để nó ị. Chẳng la là. Cuối cùng thì nhà mình đã trèo lên cái xe này để đi mọi người, cho nó đỡ mỏi chân. Đây là một cái vùng nông thôn Trung Quốc. Ở đây có một cái sơn hán, tức là cái bảng bàn tính. Bàn tính thời cổ đại. Người ta còn giữ nguyên lại ở đây. Sơn hảo nhân sinh mỗi bước, xinh xinh đại đại độ y sinh. Đây là cái thôn này trước khi mà cải tạo, trước khi mà xây dựng các bạn người. Ở đây thì rất là cũ nát sập sệ trước khi cải tạo như này, sau đó người ta đầu tư xây dựng sẽ ra như này. Đây, sau khi xây dựng rất là đẹp thành thôn như này để cho mọi người đến đây để ngắm du lịch, phát triển du lịch cho thôn. Mọi người thấy sau khi xây dựng cải tiến cái thôn đẹp chứ này mọi người ạ. Ở đầu đường có một cái hoa san đẹp chứ này. Và đáng tiếc hôm nay trời âm u không còn nắng. Đây là một cái nhà khách này. Đó, nhà khách ở đây người ta cũng có những cái sạp bán hàng và có những cái chỗ mà dựng lều trại ấy mọi người. Trong thôn này thì người ta còn lưu giữ rất nhiều những thứ vật phẩm từ thời ngày xưa, ví dụ như chiếc xe cảnh sát như thế này. Bây giờ có giữ lại thì cũng không có tác dụng sử dụng, chỉ có tác dụng để trưng bày, để giáo dục cho tụi trẻ con thôi. Nhưng mà cũng phải công nhận là cái thôn làng này người ta cũng sử dụng những cái vật phẩm như này rất là thông minh phải không mọi người. Cái bãi cỏ giữa làng này người ta cũng tận dụng đặt những cái túp lều như này để cho người trẻ có thể đến đây chơi cuối tuần và làm lều trại. Ở đây các cái thôn làng người ta xây dựng nhà rất là đẹp mọi người. Những người nông thôn ở đây thì đột nhiên có rất nhiều du khách đến đây để tham quan, mọi người cũng cảm thấy vui hơn. Đây có một cái cây ước nguyện, người ta sẽ buộc những cái dây màu đỏ lên cái cây ngân hạnh to ở giữa thôn như này để mà cầu ước những cái điều chúc phúc đến cho gia đình nha mọi người. Cây ngân hạnh nó to tuyệt vời ngay giữa thôn này, mọi người nhìn thấy không? To hoành tráng luôn, cái gốc của nó phải 5-6 người ôm. Ở đây cũng có một cái đình nghỉ chân cho du khách này. Và cái thôn này thì hoàn toàn miễn phí, thu hút rất là nhiều khách du lịch cũng như là các quán hàng đến đây để mở cửa. Hôm nay đầu cổng nhà ai có đám cưới này. Ở Trung Quốc khi mà có đám cưới thì người ta thường lắp những cái cổng hơi như này ở trước đầu ngõ để làm đám cưới. Cái dịp mà lễ Tết cũng là cái dịp rất là tốt để cho các cái đôi trẻ làm đám cưới. Đấy. Đây. Đây là một trong những cái nhà vệ sinh công cộng người ta làm rất là sạch sẽ, đẹp đẽ và hoàn toàn miễn phí mọi người. Ở trong kia đám cưới có cô dâu với cả phù dâu, người ta đã xong đám cưới nên người ta đang là đi ra này, chuẩn bị là đi đến bữa tiệc tiếp theo này. Ở trong cái ngõ trong này có một quán làm bánh đo nhân thịt tươi này, nổi tiếng này. Ngoài đầu ngõ có hai chú bảo vệ.
chị lại khai cho chị biết. Ở trong đây có một ngôi nhà gỗ cổ, ở trong này sẽ có món bánh bao tươi, bánh bao nhân thịt. Chị sẽ sang quay ra, thấy gì bà sang quay. Đây là một cái, wow, chứ là một cái gì ạ? Củ hông di, đây là cái máy, máy xay đồ ngũ cốc này thời cổ đại này, người ta ở đây người ta còn đang là trưng bày này. Đây là cái quạt làm bằng gỗ. Đây là cái máy xay ngũ cốc thời cổ đại làm lúa mì, lúa mạch, người ta sẽ để cho cái máy như này để người ta thổ ra này. Bây giờ vẫn còn nguyên ở đây như này. Ở trong đây có một cái sân, cái sân ở giữa và bốn xung quanh là nhà. Ở giữa sân thì có rất là nhiều hoa đá, hoa sen đá đẹp. Đây người ta trồng hoa rất là đẹp. Ở trong ngôi nhà cổ như này có một món bánh bao cổ truyền. Sân ở giữa và bốn xung quanh là những cái ngôi nhà làm bằng gỗ cổ, rất là đẹp. Ở đây là những cái cửa gỗ người ta làm rất là tinh xảo. Cửa gỗ này không biết là bằng chất liệu gỗ gì mà người ta làm rất là chắc chắn, rất đẹp. Đây là kiến trúc cổ đại của các sân nhà Trung Hoa. Trong đây người ta còn trưng bày nguyên cả một cái máy may cũ ngày xưa này. Đó, người ta bảo tồn nguyên những cái kiến trúc thời xưa và bây giờ phát triển thành một quán ăn, phát triển kinh tế cho thôn làng. Khi mà bước vào trong sân thì ở đây còn nguyên một cái xe đạp Phượng Hoàng mọi người ơi. Cái xe đạp Phượng Hoàng ngày xưa rất là quý. Đây là Lính Chiểu, xe đạp Lính Chiểu. Lính Chiểu là xe đạp Forever, cũng là một trong những cái thương hiệu xe đạp của Thượng Hải rất là nổi tiếng ở Trung Quốc, đi rất là bền. Đây là cái xe bán kem, bán kem. Ở trong cái hộp kem này bán kem. Đây là bản đồ của cái thôn này mọi người ạ. Bản đồ của cái thôn này nó chỉ có một cái khu nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà rất là đông khách du lịch và đây người ta làm rất là bài bản, cảm giác như là người ta rất là yêu cái quê hương nông thôn của người ta ha. Đây là khung cảnh của cái thôn này vào năm 2016 thì tất cả mọi thứ vẫn còn rất là cũ và tiêu điều. Và đến bây giờ thời điểm hiện tại sau khi mà người ta xây dựng và kiến thiết cũng như là quy hoạch lại mọi người, đường đi giải nhựa, cây rất là đẹp, nhà cửa xây dựng lại rất là khang trang. Nói chung là chỉ trong có một vài năm hơn mà một cái thôn ở trên vùng ven núi của Trung Quốc người ta làm rất là nhanh, người ta phát triển rất là đẹp, rất là hiện đại và thu hút được khách du lịch đến đây để tham quan. Và trong thôn ở bên đường lại là một cái bảng công đức. Ở trên bảng công đức này người ta cũng đã ghi tên cũng như là số tiền của những người dân đã ủng hộ để xây dựng lên cái thôn làng như này. Đây được gọi là thôn làng mới, nông thôn mới ở Trung Quốc. Mọi người, nông thôn mới ở Trung Quốc thì không thể nào tách rời được cái sự quyên góp của những nhà mạnh thường quân ở trong thôn. Ở trong thôn người ta làm du lịch cho nên không thể tách rời được những cái mà vật dụng mà liên quan đến đời sống của nông dân đó mọi người. Đây là cái cân này, cái cân này chắc là mọi người không có lạ lắm rồi nữa rồi ha. Người ta trưng bày ngay ở ngoài đầu thôn này. Và đây là một cái máy cày này. Đó, máy cày ở Trung Quốc thì nó cũng giống như kiểu máy cày ở mình thôi. Đó, sẽ có cái ghế ngồi ở đằng kia và người ta sẽ ngồi ở trên cái máy cày này để người ta cày xới ruộng đất để mà trồng lúa mạch. Bên này họ không trồng lúa nước mà người ta trồng lúa mạch nhá. Còn đây là cái dụng cụ này mình không rõ là để làm gì nhưng mà nó có hình dáng rất là giống con cào cào và cái miệng của nó thì giống như kiểu là cái cà lê mỏ lết của mình ấy mọi người. Ở đây có hai con cào cào nhỏ, ở chỗ kia có một con cào cào lớn. Mọi người nhìn cái con cào cào này, mọi người thử đoán xem là đây là cái dụng cụ gì mà liên quan đến làm nông mọi người nhỉ? Mọi người thấy bình luận cho mình biết được không? Ở trong thôn này người ta còn có một cái khu dành cho du khách như này. Ở bên này thì có một cái căn phòng dành riêng cho mẹ và bé này. Ví dụ như là bà mẹ và em bé nào mà đến đây, đưa em bé lên du lịch thì cũng có những cái phòng khám như này dành cho em bé. Ở bên này thì có những cái phòng khám dành cho người lớn và người già. Ở đây dùng vùng trong thôn Trung Quốc mọi người nhìn thấy không? Tuy là không có một bóng người tại vì đang là ngày nghỉ nhưng mà người ta làm việc rất là bài bản, rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Ở bên này thùng rác người ta cũng phải làm rất là mỹ quan và đây là một trong những cái thùng rác người ta làm có hình gốc cây đó mọi người. Một cái thùng rác cao hơn thì là có để đồ có thể mà tái chế được, còn bên này cái thùng rác ngắn hơn thì là đồ không tái chế được. Đây là một trong những cái hòm thư và cũng như là cái đồ phòng cháy chữa cháy.
ở trong thôn cũng có rất nhiều những cái nơi mà người ta để dành cho du khách ngồi hóng mát, nghỉ ngơi, dừng chân á. Còn ở bên kia có một cái cô ấy bày hàng quán để mà bán đậu phụ thối và những cái món ăn vặt cũng như là món nước để cho du khách thưởng thức các mọi người. Đậu phụ thối là một trong những cái món ăn rất là nổi tiếng của người dân Thiệu Hưng, là một trong những cái món ăn đặc đường phố của người dân Trung Quốc. Ở đây có một vườn trúc này mọi người. Bờ của vườn trúc thì được làm bằng những cái người ta đắp đá lên á. Người ta đắp đá lên mà trồng những cái cây dây leo như này để bảo vệ tường đá rất là đẹp. Đó. Và trong đây là vườn trúc thật nha mọi người. Còn đây là người ta còn đặt cả tượng gấu trúc giả để mà ở trong cái vườn trúc này để mà làm trang điểm cho vườn trúc. Đẹp nhờ mọi người nhờ. Giữa thôn người ta để những cái vườn trúc như này rất là mát, rất là đẹp. Đây chỉ là một cái thôn làng nho nhỏ ở một vùng núi, ven núi ở Thiệu Hưng của Trung Quốc thôi. Mà người ta làm rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Và dọc đường đi thì mình không thấy có một bóng rác thải công nghiệp nào mọi người ạ. Không có chai lọ hay là túi ni lông. Rất là sạch sẽ và du khách đến đây tham quan cũng rất là đông. Đây lại là một cái vườn trúc khi mà người dân cổ đại, người dân ngày xưa ở Trung Quốc ấy, người ta ở trên những cái đồi núi như này, người ta không trồng được lúa nước và người ta cũng có thể là sống chủ yếu nhờ dựa vào những cái vườn trúc như thế này mọi người ạ. Ở đây còn có những cái bức tượng đồng này, những vườn trúc và những cái nón trúc để mà trang trí cho vùng nông thôn, nông thôn ở đây đó mọi người. Để Hiền kể cho mọi người nghe nhé, ngày xưa mà người dân Trung Quốc ấy, người ta ở trên những cái vùng núi như này, người ta giao thông rất là kém phát triển và rất là không thuận tiện để mọi người có mua lương thực ấy. Thì ở trên này người ta sẽ dùng măng trúc để mà làm thực phẩm, cũng như là dùng các lá tre, lá trúc để mà làm chổi quét đường, dùng những cái cành cây trúc để mà làm ra những cái dụng cụ vật dụng trong gia đình. Và người ta sống ở đâu dựa vào đó, có cái gì dùng cái đấy mọi người ạ. Đây là bức ảnh chân thực nhất về vùng nông thôn ở đây, cái thôn làng Vân Thông này. Đây là năm 2020. Cái khung cảnh bức ảnh trước khi mà cải tạo thôn làng thì nó như thế này. Và sau khi cải tạo thì cái khung cảnh này nó đã biến đổi thành như thế này. Rất là đẹp với mọi người. Để mà mọi người cùng xem cái cảnh thực tế sau khi cải tạo nhé. Chỉ 4 năm trở lại đây thôi, người ta cải tạo cái vùng nông thôn này rất là đẹp, rất là sạch và thu hút được rất là nhiều khách du lịch. Đây là một trong những cái tấm gương điển hình để cho phát triển, khai thác vùng nông thôn mới ở Trung Quốc các bạn người. Ở trong kia còn có cả khu vui chơi dành cho trẻ em này. Có những cái máy xúc cát đá này, có cầu bập bênh này, có cầu trượt này, có cả câu cá ném bông này. Wow, ở trong này có một cái sân chơi khá là rộng bằng cỏ cho trẻ em chơi vui chơi ở đây. Đây là ở trong ngôi nhà của một người nông thôn ở đây này mọi người nhìn này. Ở trên đấy có treo ngô này, có treo quả hồ lô khô này. Đây là hạt giống đó mọi người. Đây là vùng nông thôn mới ở Trung Quốc đó. Củi ở Trung Quốc tiếng Trung gọi là trái. Trái thì gần giống với cả chữ tài. Tài tức là tiền tài. Cho nên là trong nhà của những người dân Trung Quốc, dù là người ta bây giờ không dùng bếp củi, chỉ dùng bếp ga, thì người ta vẫn sẽ để củi ở trước nhà hoặc là để củi ở trong sân nhà để mà đem ý nghĩa là đem tiền tài lại cho gia đình với mọi người. Cho nên là đến trước những cái ngôi nhà mà cảm giác cũng khá là có điều kiện ấy, thì người ta cũng bày một ít củi ở trước nhà xếp rất là đẹp, vừa làm cảnh quan đẹp mà cũng là vừa là để phong thủy luôn đó. Ở giữa đường đi người ta còn bày cả nguyên một cái xe cũ này mọi người. Cái xe cũ ở trên này có một cái thùng gỗ để mà bán kem que từ ngày xưa đó, còn nguyên này. Ở đây người ta còn đang là dã bánh dày đây mọi người ơi, người đến xem dã bánh dày này. Trong giữa thôn này cũng có bày một số các hàng quán này mà bán cái món ăn cổ truyền của người dân địa phương. Thì ở trong cái thùng gỗ kia kìa, trong cái thùng gỗ kia là người ta đang là hấp gạo nếp. Và ra bên này thì người ta đang là dã bánh dày. Dã bánh dày trông thế thôi nhưng mà nó dính dã cực kỳ là mệt luôn. Hey. Long và bé Lô cũng đã mua bánh dày để ăn rồi này. Bánh dày Trung Quốc. Long nhỉ. Không, đã xa gì là bánh dày gạo nếp nương. 过年豆腐
có một vừng thơm lắm mọi người ạ. Đây là cái bánh nhân vừng với đường này. Đây là bánh bánh dày mà có. Wow, đây người ta còn có cả một đồi chè đẹp quá. Ở trên đồi chè kia còn có cả cái đài ngắm cảnh kìa. Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Mưa nhỏ nhỏ mát lắm. Mùa này đi du lịch ở Trung Quốc thời tiết cực kỳ là dễ chịu, có một chút mưa nhỏ nhỏ cực kỳ là mát. Ở đây đây là hai chữ Hán mọi người ạ. Chữ ở trên có nghĩa là củ, chữ ở dưới có nghĩa là tao, tức là củ tao. Tức là con đường cổ, đá cổ ngày xưa đấy. Ngày xưa khi mà chưa có bê tông, chưa có đường nhựa thì người ta sẽ đi đập từng cái viên đá trên núi xuống, là người ta lát thành con đường như thế này để mà đi chống trơn, chống trượt, chống bùn đất và trời mưa đó. Mặc dù là đến bây giờ đã có đường bê tông, có đường đất, có công nghệ phát triển, nhưng mà những cái con đường cổ như thế này ở Trung Quốc người ta vẫn còn bảo tồn lại, vẫn còn giữ được lại những cái nét lịch sử, những cái nét mà bảo tồn văn hóa đó mọi người. Con đường này còn đi còn rất là tốt nhá. Đường này đi rất là tốt. Có thể là rất là lâu về sau nữa thì những con đường đất như thế này, nó con đường đá như thế này nó vẫn còn có thể dùng được và không thể nào mà hỏng được. Wow. Mọi người có nhìn thấy không? Wow. Ở giữa vườn trà người ta có một cái bể rất là lớn phun sương, có một cái bình trà đang là rót nước xuống. Wow, quá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ leo lên cái đồi ngắm cảnh ở trên kia để ngắm cảnh nhá. Tuyệt vời quá. Ở bên này, bên cạnh đồi trà còn có cả một cái nhà hàng như này rất là rộng lớn. Đi chân mỏi, chân mệt mỏi có thể đi vào đây ngồi nghỉ ngơi. Chào bái, hôm nay đi đến đây cảm thấy mọi thứ đều lạ lắm. Cảm thấy có vẻ như là hơi cảnh giác và cũng hơi sợ hãi. Mình đang đi những cái bậc đá để lên trên một cái đài quan sát ngắm cảnh ở trên này để xem phong cảnh đồi chè mọi người ạ. Con chó nó sợ độ cao. Run rồi. Nó sợ độ cao, con chó bái nó sợ độ cao nên là bố Long phải bế nó lên. Đây là toàn cảnh chân dung cái bức tranh mà người Trung Quốc người ta xây dựng nông thôn mới trong vòng từ 4 đến 8 năm trở lại đây mọi người ạ. Bộ mặt nông thôn ở đây người ta đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau 4 đến 8 năm xây dựng nông thôn mới này mọi người. Đây cũng là một vùng thần nông ở Trung Quốc. Và chỉ 4 hoặc là 8 năm trở về trước thôi thì ở đây vẫn còn đang rất là nghèo nàn, lạc hậu. Người ta sống chủ yếu dựa vào việc trồng chè cũng như là trồng lúa mì và sống dựa vào núi. Hầu như ở trên này thì cũng không có đất đai phù chú. Có vẻ như là cái bàn trà khổng lồ ở giữa đồi chè kia là một trong những cái điểm nhấn quan trọng để cho người dân ở đây thu hút khách du lịch. Bây giờ mình sẽ đi đến chỗ cái bàn trà đấy để xem là nó khổng lồ đến mức như nào nhé mọi người nhé. Con chó nó sợ độ cao, nó không đi xuống nữa. Yopo, lại phải bế nó xuống này. Nó không chịu đi đấy, to bò. Lại phải bế này. Đi đâu cũng bế. Ui dồi, sợ này. Chó nhà mình nó sợ độ cao mọi người ạ này. Nó không chịu xuống à, bế nó xuống nó còn sợ này. Ôi dồi, quấn quéo này, ôi dồi. Học tha là nó sợ độ cao mọi người ạ, con chó nhà mình nó sợ độ cao. Nhìn là có giống con, nhìn là giống con khỉ không? Như khen như xem gấu sợ. Anh Lô anh đã chạy xuống tận cái dốc ở dưới kia rồi, trời ơi. Anh khen cho cái pua hó tổ à. Wow, thiên à, Lulu thầy đã chạy đến xa miền chơi là cái pua hó tổ à, ôi đời thiên à. Ôi thiên à, Lulu thầy tầm bỏ ra xe à, thay lý hạ là. Cái pua gần cho hó tổ à. Cái đường này nó dốc dã man luôn mọi người ơi, trời ơi. Đi hôm nào mà đi trời mưa mà đi cái đường dốc này đúng là xác định luôn. Nhưng mà đây là con đường ngắn nhất để mình đến bàn trà. Lô đang ở chỗ kia kìa. Đó, Lô đang chạy ra cái chỗ bàn trà kìa. Bây giờ mình sẽ đi thẳng cái lối chè này vào cái chỗ bàn trà kia nhé. Nằm tâm nhạc, nằm bước xin át chìm hết xe qua. Mù ninh khổ, lòng nô hoa xì giặc khá nâng hà rù. Mắt chín nề in xe nghe phố khó xư gà. Chỉ gần mê mắt cho chín gọi cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là khởi nguồn của sự sống, và ở đây người ta đã làm một cái hồ tích nước rất là đẹp mọi người. Đây là một hồ trữ nước ngọt ở dưới chân núi này mọi người, nó có màu xanh rất là đẹp. Ở dưới chân núi có một cái hồ nước trong vắt như này mọi người ạ. Hồ nước này thì là nước mưa nó ngấm ở trên núi đá, ở trên núi nó ngấm xuống đây đó mọi người. Cái hồ nước này màu xanh như thế này thì cực kỳ là nhiều khoáng chất dinh dưỡng luôn. Và những cái nước giàu khoáng chất như này nó sẽ chảy theo một cái con mương. Đây con lạch ở đây này mọi người. Đó, nó sẽ chảy dần xuống con lạch ở đây. Chảy dần xuống con lạch ở đây và còn những cái con lạch, con mương như này nó sẽ đưa nước xuống các cái đồi chè. Những cái đồi chè dưới kia sẽ được tưới đẫm cái nguồn nước ở cái hồ núi ở trên này. Và có lẽ chính vì như thế cho nên là chè ở Trung Quốc, chè ở đây có hương vị rất là đậm đà, rất là thơm ngon. Ở đây có một bác nông dân này mọi người. Bác nông dân đang là xới đất để trồng rau này. Ở đằng sau lưng bác ấy có một cái giỏ tre đựng con dao. Nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là nông dân Trung Quốc mọi người. Người dân ở đây người ta chịu khó nhỉ, đi nhặt từng cành tre, đi dẫy từng cây cỏ để mà có một khoảng đất để trồng rau, trồng cây. Rất là chịu khó. Đây, những cái cành tre, cành trúc nó rơi xuống ấy, người ta đã nhặt và người ta bó thành từng bó như này để dựng ở góc vườn này. Rất là gọn gàng, ngăn nắp so với cái góc vườn, không phải là vườn của nhà họ mà chỉ là một mảnh đất thôi. Ở bên này người ta có cái giống rau cải bắp, nhìn buồn cười chứ mọi người ơi. Rau cải bắp mà nó nhọn như kiểu là cái bắp ngô luôn á. Rau cải bắp ở Trung Quốc này. Hay chưa? Nhọn. Chân sầm mà su thì chứ đâu mà. Chứ à? Bố Long có biết được là đây là cây gì? Hán xế. Hán xế thì là phi, chứ cái là thủ đâu. Chứ thủ đâu? Thủ đâu su. Này dài thành phố có biết cây gì và cây gì đâu. Ở đây mang tiếng là nông thôn Trung Quốc ở trên vùng núi, nhưng mà nhà nào cũng có xe hơi, đường xá người ta làm rất là sạch đẹp. Thỉnh thoảng có những cái vườn trúc này nhìn rất là đẹp, vườn rau, vườn trúc này. Đường nông thôn trên này người ta đều rải đường nhựa, có chính phủ tài trợ và cũng có những cái mạnh thường quân người ta đi ra ngoài để thành phố người ta làm việc có tiền đem về đóng góp xây dựng quê hương đó mọi người. Đây là hầu như nhà nào người ta cũng có xe ô tô để đi. Trước cửa nhà của mỗi gia đình thì người ta đều làm rất là sạch đẹp, gọn gàng, ngăn nắp. Mình nhìn cái một cái quán bán hàng rong, một cái quán ven đường bán đậu thối ở đây rất là đông người này mọi người. Đất đai ở đây nó khá là cằn cỗi cho nên người ta không trồng được lúa nước mà người ta trồng lúa mì mọi người ạ. Những cái bông lúa mì đang là vào độ chín chuẩn bị thu hoạch các mọi người. Những cái bông lúa mì ở dưới nắng vàng buổi chiều rực rỡ, quá là đẹp luôn. Bông lúa mì rất là căng mọng. Hôm nay Hiền đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời ở đây. Hiền đã có thêm một kiến thức mới về phát triển nông thôn mới ở Trung Quốc. Người ta đã làm được những gì trong những năm trở lại đây. Hôm nay hòa mình vào với thiên nhiên thực sự rất là thích mọi người ạ. Hôm nay Hiền đã có thêm một kiến thức mới về vùng nông thôn ở Trung Quốc. Đó là người ta kết hợp du lịch và làm nông thôn mới rất là tuyệt vời. Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Hãy để lại bình luận cho Hiền biết nhé. Bye bye.